truy cập ngay Robux siêu rẻ .com, số mua bán Robux uy tín hàng đầu Việt Nam. Nguy rồi, có lẽ nào Garoa định giết Rock Lee luôn sao? Không còn rồi, My Guy. Ta sẽ thả ngươi xuống, sau đó kết liễu ngươi luôn. Không! Dừng lại đi Garoa, ngươi tính phạm luật sao? Nếu giết đối thủ, ngươi có thể không bao giờ được đi thi nữa đâu. Ngài Hokage, xin hãy cho trận đấu này dừng lại đi. Được rồi. Và phần thắng trong vòng đấu đầu tiên này sẽ thuộc về Garoa, tới từ làng Cát. Và Garoa sẽ là người bước tiếp vào vòng trong. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau ít phút để bắt đầu cuộc thi tiếp theo. Chúc mọi người may mắn. Không ai có thể đánh bại nổi Garoa đâu. Chắc là mình phải tìm chỗ nào để đi đái cái thôi, tự nhiên mó tè thế nhỉ. Ui, chán thế. Cậu đi đâu đấy Sasuke? Cơ hội đây rồi. Tè phát phê quá. Đúng là giỏi thoát nỗi buồn. Người là ai? Chào Sasuke, ta có vài việc cần trao đổi với người đây. Tại sao lại theo chân ta? Chúng ta có thể nói chuyện ở trong kia cũng được mà. Bọn ta nghe nói ngươi đang có mục đích để trả thù ai đó đúng không? Chuyện đó thì có liên quan gì tới ngươi cơ chứ? Thôi tránh đường đi, để ta còn vào chuẩn bị đi thi nào. Hai bọn ngươi là ai? Tại sao lại đi theo sau lưng ta để làm gì? Muốn đánh nhau phải không? Để thực hiện mục đích trả thù của mình, ngươi cần có một sức mạnh rất là tối thượng. Và ngài Orochimaru đây có thể giúp ngươi. Chào Sasuke. Này, nếu cứ theo chân bọn làng lá như thế này, ngươi sẽ không bao giờ có thể mạnh mẽ lên đầu. Ngươi thì có thể giúp ta được cái gì cơ chứ? Thôi biến ra đi, hãy về làm việc cho ta đi. Ngươi sẽ có sức mạnh như mình mong muốn. Thằng rắn xấu xí như ngươi thì bàn cho ta được cái sức mạnh gì? Bọn ngươi chả hiểu gì với ta đâu. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ bàn cho ngươi một ít sức mạnh. Nếu thấy chưa đủ thì hãy đi tìm ta, và ngươi có thể có nhiều hơn. Mục đích của ngươi là trả thù đúng không? Trả thù cho dòng tộc Uchiha, chứ không phải đi theo bọn làng lá lẻo đẻo này. Cái gì? Hôm nay không khí trong lành ghê ta. Không biết là mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Mình phải đi tìm anh hai để nhờ anh luyện tập cho mình mới được. Mình sẽ cố gắng để trở thành một ninja mạnh nhất. Con chào bố. Sasuke, sao dậy sớm thế con? Bố có biết anh hai ở đâu không? Con đang định nhờ anh đi luyện tập cho con đây này. Mẹ. Sao ngày nào con cũng đi tìm anh vậy? Anh hai của con bây giờ rất bận. Thôi được rồi, đi theo ta, để xem con làm được những gì nào. Con thử sử dụng hỏa độn xem sao. Nhanh lên, ta còn có nhiều việc nữa. Dạ vâng. Hỏa độn. Đó, bố thấy thế nào, con có giỏi không? Có lẽ mình làm không tốt sao? Bố mẹ ơi, con về rồi đây. Sasuke đây à? Vào ăn cơm đi con, cơm nguội hết cả rồi. Dạ vâng vâng, thế anh hai đã về chưa hả bố mẹ? Con cần tìm anh hai để anh ấy giúp con luyện tập vào ngày mai. Anh trai con giờ đã là đội trưởng An Bư rồi, con nghĩ anh ấy rảnh như vậy sao? Thôi ngồi xuống ăn cơm đi, lát đợi anh ấy về rồi hỏi chuyện sau.
Dạ, con mời cả nhà ăn cơm, bố mẹ ăn ngon miệng nha. Ủa? Itachi, về rồi đây à? Vào ăn cơm cho nóng nào con. Thôi kệ đi, chắc nó hôm nay đi làm cũng mệt rồi. Thôi được rồi, sáng mai mình sẽ cố dậy sớm hết mức có thể để đi tìm anh. Yes, hôm nay mình đã dậy rất là sớm. Không biết là anh hai đang ở đâu ta? Có tiếng động ngoài kia, hình như là anh ấy đang luyện tập cái gì thì phải. Đúng là anh hai rồi. Anh hai ơi, hôm nay anh dạy em ném kunai đi. Em rất muốn được học hỏi từ anh. Được rồi, thử ném anh xem nào. Cũng khá tốt đấy. Nhưng mà hôm nay anh bận mất rồi, chắc là để ngày mai chúng ta sẽ cùng luyện tập nha. Chán thế. Và anh của tôi dạo gần đây ngày nào anh ấy cũng về muộn như vậy. Anh không còn như trước nữa. Anh không còn luyện tập và vui vẻ cười đùa nói chuyện với tôi. Lúc nào cũng lạnh lùng đi lên nhà một mình. Tới ngoài mình và anh hai được luyện tập cùng nhau rồi. Ủa, đằng kia có chuyện gì vậy nhỉ? Hình như anh hai đang nói chuyện với ai thì phải. Này Itachi, mày nợ nần kiểu gì? Một tháng tại sao chưa trả tiền hả? Trả tiền mau Itachi, mày định búng tiền đúng không? Trong tháng này ta phải dùng số tiền đó để đi làm việc mất rồi. Chắc là để tháng sau được không? Mày tưởng mày là đội trưởng ăn bu, là một ninja tài giỏi nổi tiếng trong làng, mày có quyền được nói với cái giọng đó sao? Ta đã nói tháng sau trả tiền là tháng sau, đừng có lằng nhằng. Vậy thì bọn ta sẽ phải xiên mày luôn ngay tại đây. Ok, dừng lại đi anh Itachi. Trời ơi, họ đã chết rồi. Tại sao anh Itachi lại trở thành như vậy hả? Tại sao mọi việc lại trở nên tồi tệ như vậy? Ủa, kia là bố sao? Bố đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Mình phải ra nghe mới được. Hình như bọn họ đang nói chuyện gì đó về anh hai của mình. Itachi là một người rất tài giỏi và đạt được nhiều danh hiệu trong làng. Nhưng tôi rất tiếc. Có chuyện gì vậy hả thưa ngài? Vào sáng ngày hôm nay, cậu ấy đã giết hai người của bộ phận Anbu. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không thể trở thành một ninja được nữa đâu. Tại sao? Tại sao lúc nào bọn họ cũng nhắc về anh hai vậy hả? Mình cũng sẽ chứng minh rằng mình không thua kém gì anh hai mình. Ba ơi, con đã học được hỏa độn rồi. Ba có thể đi kiểm tra xem nó thành thạo chưa được không? Được rồi Sasuke. Hỏa độn! Cuối cùng con cũng đã làm được. Con đã luyện tập cả đêm qua đấy. Ba thấy thế nào? Cũng tốt đấy. Nhưng mà... Itachi! Là Itachi sao? Ta biết trước ngày này sẽ đến mà. Ta dù sao cũng rất tự hào về con Itachi.
Nhưng mà hãy hứa với ta một điều, hãy bảo vệ Sasuke được không? Ủa, nhà mình hôm nay không nấu cơm hả ta? Tiếng động gì bên đó vậy nhỉ? Ngộ nhận ra chưa? Mục đích của người chính là trả thù. Chính vì thế hãy đi theo ta. Ta sẽ ban cho người những sức mạnh mà ta có. Chứng kiến bố mẹ mình bị giết bởi anh trai mình, đó cũng là lý do mà người có cặp mắt Sharingan hiện tại phải không? Và trận đấu tiếp theo, Sasuke sẽ đánh với một ninja làng âm thanh. Hứ? Tại sao Sasuke đi ra ngoài lâu thế nhỉ? Phải đi ra ngoài xem sao mới được. Hình như có chuyện không ổn bên ngoài kia rồi. Lúc nãy ta đã ban cho ngươi một ít sức mạnh bóng tối. Bây giờ ngươi hãy vào đi thi đấu và sử dụng thử nó đi. Cái gì? Ngươi đang làm gì ở đây Orochimaru? Ta chỉ vừa mới ban cho Sasuke vài thứ thôi. Một món quà nhỏ nhỏ. Ngươi đừng có mà lươn liệu Orochimaru. Người đã làm gì Sasuke? Thằng ác độc như ngươi không xứng đáng ở đây. Hãy biến khỏi làng lá đi. Được thôi, cứ bình tĩnh nào Kakashi. Sasuke chắc chắn sẽ tự đi tìm ta. Đi tìm ta để lấy sức mạnh. Đáng ghét thật, hắn chạy thoát mất rồi. Lại đây nào Sasuke, có bị làm sao không? Em không sao đâu thầy. Chúng ta cùng đi vào tiếp tục thôi.